Cũng trong chiều ngày 15 tháng 8, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường Dĩnh Kế đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Tới dự có ông Nguyễn Bá Lượng, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, đồng chí Đồng Duy Long, phó trưởng Công an thành phố, các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cùng các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường. Phát biểu khai mạc ngày hội, bà Nguyễn Thị Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân phường có nhiều cố gắng trong việc phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào phong phú đa dạng, phù hợp với địa phương. Nhiều mô hình tổ chức quần chúng được xây dựng, củng cố, phát huy hiệu quả như mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự giữa Ủy ban nhân dân phường với Bệnh viện Đa khoa Hà Nội Bắc Giang, mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự giữa Ủy ban nhân dân phường với Tổng công ty May Bắc Giang, liên kết bảo đảm an ninh trật tự giữa Ủy ban nhân dân phường với các ngân hàng đóng trên địa bàn cùng nhiều mô hình khác. Cũng tại đây, đồng chí trưởng công an phường đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, điểm lại những kết quả nổi bật mà phường Dĩnh Kế đã đạt được trong phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua. Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2024, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định, phạm pháp hình sự được kiềm chế, không có đối tượng bảo kê hoạt động theo kiểu xã hội đen, không có điểm tụ điểm phức tạp về hình sự ma túy. Hoạt động của các đối tượng đều được quản lý chặt chẽ và áp dụng các đối sách phù hợp để cảm hóa, giáo dục và phòng ngừa đấu tranh. Tình hình cháy nổ không xảy ra, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được quan tâm, đổi mới cả về nội dung, hình thức để phù hợp với từng thời điểm, từng địa bàn. Tính riêng từ đầu năm 2024 đến nay, quần chúng nhân dân đã cung cấp trên 60 tin có giá trị, giúp lực lượng công an bắt giữ nhiều vụ việc, đối tượng liên quan đến cờ bạc, ma túy, trộm cắp tài sản. Trong công tác này, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của phường cũng là những nhân tố tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, tiêu biểu trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ phường. Cũng tại ngày hội, một tập thể là Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng, cùng hai tập thể và 4 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường khen thưởng do có thành tích tiêu biểu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.